Các bạn có khỏe không? Hôm nay thì Hào đổi cái background chút xíu thì chỉ đổi góc máy qua bên này thôi. Đây là cái phòng nè. Rồi đây là bức tranh. Bên này là nhà bếp nhưng mà tại vì quay một góc máy hoài thế là các bạn cũng sẽ chán nên là hôm nay thử đổi góc máy coi với lại á. Chỉ làm vlog thôi nên không có muốn làm gì màu mè nhiều nhưng mà thỉnh thoảng thì đổi cái góc máy thì có vẻ là coi đỡ chán. Hy vọng là các bạn nghe giọng của Hào hoài thì biết đâu ngày nào đó thì bị ghiền sao, tại vì thực sự là Hào coi mấy cái anh chị YouTuber khác á, mà những cái người mà nổi tiếng á, thì họ tự nhiên như là cứ mở cái YouTube của họ lên, không có cần phải biết là họ đang nói cái gì hết trơn á, chỉ nghe cái giọng của họ thôi giống như là rất là giải trí. Nhất là những cái ngày mà nghỉ không đi làm, hoặc là ở nhà không đi làm, họ coi YouTube rất là nhiều. Thì mấy bạn nhớ tuần rồi họ nói các bạn đó là họ mới mua cái TV á, là cái TV đó chỉ là coi YouTube rồi hoặc là coi Netflix thôi, nhưng mà coi rất là nhiều. Bị ghiền nhất đó là coi chị Quỳnh Trần á, họ rất là thích chị Quỳnh Trần nha các bạn, tại vì chị rất là chân chất, rất là thật thà, mà chỉ có con nhỏ nên họ nghĩ là họ coi YouTube là họ để ủng hộ chị, không phải là vì họ thích ngồi xem chị ăn. Nhưng mà thực sự là coi chị ăn cũng rất là chảy nước miếng, nói mà chảy nước miếng nè. Nhưng mà cái vấn đề là ở Mỹ thì người ta có là tiếng tiếng Mỹ là support, là ủng hộ, là sự ủng hộ, nên là họ chỉ muốn ủng hộ kênh của chị. Hoặc là họ thích, rất là thích nghe Hannah Lexus. Ngồi lúc đầu thì coi hơi nói á, thấy sao mà ngồi nói không vậy, nhưng mà cuối cùng á cứ cứ nghe hoài á, cảm thấy là rất là vui, tại vì bạn ấy là chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày, là công việc cũng như là mọi thứ bạn ấy chia sẻ, thì biết đâu một phần nào đó thì mình cũng có thể tìm thấy bản chính mình ở trong đó. Và cũng đó cũng chỉ là một cái lý do mà Hà làm cái YouTube channel này, là tại vì Hà muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, chia sẻ với các bạn tất cả, bởi vì thời buổi này mình nên chia sẻ với nhau nhiều hơn, nên ủng hộ nhau nhiều hơn, nên san sẻ với nhau những gì mình biết, những gì mình nghĩ đó là hay hoặc là những gì là không hay, thì để cho người khác có thể học hỏi nè, có thể tham khảo nè, rồi có thể là lấy cái đó làm của chính mình, chúng ta cùng giúp nhau để mà tiến lên. Thì họ nghĩ đó là một cái điều rất là hay mà họ muốn lan tỏa cái ý nghĩa và cái việc mình làm. Ví dụ như là bây giờ nghĩ đi, các bạn coi Hoa hậu Hàn Vũ đúng không, thì thường á là chủ đề trái tim nhân ái đúng không? Được rồi, vừa rồi thì đó là một cái ví dụ, đó là hướng con người, mỗi con người đến chúng ta đến một một cái cử chỉ đẹp, một cái hành động đẹp. Hoặc là các bạn cũng có thể thấy là bây giờ là có một cái từ là influencer. Influencer là những cái người mà nổi tiếng ở trên Instagram hoặc trên Facebook. Influence là tiếng Việt là sự ảnh hưởng, thì influencer là cái người, những cái người có sự ảnh hưởng đến trong cộng đồng. Hiện tại thì cộng đồng mạng là có rất là nhiều người là influencer, là họ có thể làm về vlog, họ có thể làm về thời trang, ẩm thực, du lịch, tất cả mọi thứ, những gì mà họ tốt về cái mảng đó thì họ sẽ đem lên trên online, và từ đó thì chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ nhìn thấy được, chúng ta sẽ thích được cái gì, có thể chúng ta sẽ định hướng được nghề nghiệp, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy là ồ bạn đó mặc đẹp thì mình sẽ mặc theo như vậy, hoặc là tìm cách làm cho mình tốt hơn. Thì Hào thấy Hào không dám gọi mình là một influencer, nhưng mà Hào đang trong từng bước để là cố gắng để tạo được cái YouTube chia sẻ về cuộc sống của mình, tại vì như là Hào nói ở tập đầu tiên á, thì để đi đến được chặng đường ngày hôm nay á đó là một quá trình, nhưng mà không có ai mà có thể đủ can đảm mà ngồi đây để mà nói với các bạn là quá trình họ đã phải trải qua như thế nào. Thường thì mình chỉ thấy được những ánh hào quang thôi, ít có ai mà có thể mà ngồi đây mà nói lại là tôi đã phải cực khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào để được ngày hôm nay. Thì đó là cái channel mà Hào muốn định hình cho chính bản thân mình, và cũng có thể một ngày đó Hào có thể làm một influencer để có qua cái vlog này có thể giúp được các bạn hiểu thêm về những khía cạnh của cuộc sống. Hà nghĩ là mỗi một cái vlog á, Hà muốn chia sẻ một cái gì đó, trước khi mà vào cái vấn đề chính, thì chắc là mỗi tuần Hà sẽ có một vài phút có thể là ngồi kể lể hoặc nói chuyện hoặc là tâm sự với các bạn, có lẽ rất là vui. Bây giờ mình sẽ vô cái vấn đề chính của ngày hôm nay. Vấn đề chính hôm nay thì Hà có một người bạn thân, thì bạn thân của Hào là biết Hà làm vlog, là Him, là cái người rất là ủng hộ Hào và xem mỗi tập luôn. Mà Him mới nói là bao giờ làm những cái tập mà làm sao để giảm mỡ thì không no làm sao để mà giảm vòng bụng, nói vậy cho nó hoa mỹ, thực sự là giảm mỡ. Thì bây giờ Hào sẽ có những cái tips để giúp cho các bạn làm sao có thể giảm mỡ, và đây là những cái tips mà Hào đã thử qua rồi, và Hào đã đang
cố gắng và thành công trên quãng đời quãng cái quãng đoạn đường đó. Tại vì Hà đang trong một cái quá trình là tăng cơ giảm mỡ, nhưng mà hôm nay Hà chỉ muốn nói đơn giản là cho có thể là bạn nam, bạn nữ muốn có một thân hình thon gọn hơn và trong một thời gian ngắn hơn. Có thể nói là tăng cơ giảm mỡ cho những bạn mà bodybuilder, nhưng mà ở đây mình chỉ nói về giảm mỡ hoặc là có một thân hình thon gọn hơn. Giảm mỡ thì có vẻ nghe là nó ghê gớm quá, nhưng mà đúng là chúng ta đều có, trong con người của chúng ta là có phần nạc, là phần mỡ, về phần cơ, something vân vân và vân vân. Hồi đó đó, khi mà lúc mà chưa có đi tập gym nhiều á, thì hay để ý tới cái phần vòng bụng của mình, là họ không thích mà cái vòng bụng của mình mà nó gồ ra như một chút xíu mỡ. Thì họ biết là cái khoảng thời gian đó họ ăn rất là nhiều. Làm sao để mà có thể mà giật ngược lại, làm sao để mà mình có thể một bụng mà flat, tiếng Mỹ gọi là flat, là một bụng thẳng như thế này, thì làm sao em được làm như vậy? Mình phải nói về cái body type. Body type có nghĩa là body của bạn sẽ là thuộc dạng nào, là bạn thích ốm nè, thứ hai là bạn thích có một chút bụng, thứ ba là thích có cơ, là thứ tư là bạn thích là bạn một chút người là phì nhiêu. Thì đó là một cái phần khác. Bây giờ trong cái tập này thì họ sẽ chỉ nói về bạn đang là thon gọn là rồi tự nhiên cái ví dụ như bạn thất tình, bạn stress về công việc hay thế nào đó, là bạn bè rủ bạn đi ăn chơi nhiều quá, thì bạn lại lên cân. Thì bây giờ làm sao mà hãy giảm cân, trở lại cái thân hình thon gọn và giảm được phần mỡ bụng? Thì đây sẽ là những cái tips mà Hào đã thực hành rồi và đã đẹp và đang làm nữa, Hào muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok, và bây giờ trước khi mà mình đi vào nói là làm sao để mà giảm mỡ hoặc là giảm vòng bụng, có một cái vòng eo thon gọn á, thì mình phải hiểu được là không có một loại trà giảm mỡ bụng hay là loại thuốc nào giảm cân mà thật sự là hiệu quả trên thị trường. Cái thứ hai là bây giờ mình phải làm theo một cách khoa học. Thì khoa học ở đây là cái gì? Hiểu đơn giản thôi nhé. Bây giờ một con người mình á, mỗi một con người cần 2000 calories bỏ vào trong người để có thể duy trì sự hoạt động mỗi ngày. Nếu các bạn, thì mình đã đi học đúng không? Biết calories gì không cần phải giải thích. Thì bây giờ cho ví dụ đi, bây giờ chỉ ví dụ là 2000 calories, nhưng mà thật sự là mỗi một người, một cái cân nặng mỗi người hoặc là mỗi một thể trạng sẽ cần mỗi cái đó khác nhau. Thì cái đó mình phải đi chuyên sâu vào counting macro. Nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy ví dụ là bây giờ mình cần 2000 calories một ngày, mà bây giờ mình ăn lố 2000, hơn 2000 calories, mình ăn 2500 đi, thì cái năng lượng mình nạp vào nhiều hơn cái năng lượng mình thải ra. Thì khi đó cái năng lượng nạp vào mà như thải ra là một phép toán trừ, thì cái phần còn lại đó nó sẽ đi vào cái trong cơ thể mình, nó sẽ biến thành fat, ở đây có nghĩa là mỡ, nó sẽ dự trữ năng lượng. Thì khi đó là lý do tại sao mình sẽ lên cân và mình sẽ không còn thon gọn nữa. Ok, hiểu đơn giản như vậy nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái tips mà có thể giúp cho các bạn có một vòng eo thon gọn. Tip thứ nhất có thể rất là quan trọng và hầu như là không có thể ai mà cũng có thể làm được, đó là tập thể dục. Không biết là mỗi chúng ta có một công việc khác nhau và thời gian biểu khác nhau, nên để mà đi tập thể dục thì các bạn rất là khó. Nhưng mà các bạn ơi, nếu như mà các bạn có đi gym á, hoặc là các bạn đi chạy bộ nè, các bạn dậy sớm, các bạn đi tập thể dục trước khi đi làm, thì các bạn chỉ cần dành ra 15 đến 20 phút một ngày. Khi mà tập thể dục á, các bạn sẽ vận động cơ thể, thì khi đó chúng ta sẽ burn, có nghĩa là chúng ta sẽ đốt cháy năng lượng dư thừa. Thì chỉ cần dành khoảng 15 đến 20 phút. Nếu các bạn có thể tập 30, 45 phút thì càng tốt. Tập gym là một cách để mà burn fat, nhưng mà tùy vào body fat của các bạn nữa. Thì cardio là tập thể dục, bạn có thể là chạy bộ nè, chạy xe đạp hoặc là leo cầu thang. Đó là những cái máy mà do cardio, thì những cái máy đó sẽ giúp cho các bạn burn năng lượng dư thừa. Tập thể dục sẽ là một biện pháp rất là dễ và đơn giản, nhưng mà cũng không có thể là ai mà cũng muốn tập thể dục hết. Nếu các bạn đi vào phòng tập á, các bạn sẽ có thấy rất là nhiều máy chạy bộ, máy đạp xe đạp, máy đi cầu thang. Thì nếu như mà các bạn là một cái người mà không thích mà tập cardio, như là Hào, thật sự là Hào không là người không thích đi tập cardio, thì Hào chỉ các bạn nhé, các bạn chỉ cần đổi 5 phút các bạn tập một máy. Thì 5 phút các bạn tập một máy thì đó nó sẽ đổi các bạn, bạn sẽ cảm thấy là thú vị hơn và nó thay đổi thường xuyên, thì lúc đó các bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Rồi đến khi mà các bạn tìm được cái máy mà các bạn yêu thích nhất á, thì các bạn sẽ tập trên cái máy đó hoài luôn. Bây giờ mình
cho nhau một cái thử thách đi. Bây giờ nó một trong một tuần 7 ngày các bạn không tập được 7 ngày thì bây giờ các bạn chỉ cần tập 3 ngày thôi. Thì sau 3 ngày, giờ ngày đầu tiên các bạn sẽ bắt đầu với 10 phút. Ngày thứ hai các bạn sẽ bắt đầu 15 phút rồi bắt đầu tăng dần lên. Giờ tập 3 ngày xong rồi là cảm thấy đã quen rồi, mình tập tới 5 ngày. Nếu bạn có thời gian thì các bạn sẽ tập 7 ngày. Tiếp theo sẽ là không được ăn đồ ngọt hoặc những chất có đường. Body của mình là cơ thể của mình một ngày á là đã không cần nhiều đường nạp vô rồi. Nếu ví dụ như là chè nè, đồ ăn ngọt nè, mà nhất là snacks, mà những cái snacks mà có nhiều đường á thì đó là những cái không tốt cho các bạn và các bạn phải cần cắt loại bỏ những cái thói quen ăn vặt có nhiều đường của mình. Các bạn có thể dùng đường Splenda hoặc là những cái đường đường hóa học. Không phải là đường hóa học, đường đó là một cái loại khác thay thế cho cái đường từ mía. Tiếp theo sẽ là rượu bia hoặc là những chất có cồn. Vì sao các bạn có thể tưởng là wow, rượu bia không có calories nha, nhưng mà thực sự trong rượu bia có rất là nhiều calories. Thì đó là một cái yếu tố là rất phải dè chừng, bởi vì uống rượu nhiều mà thứ nhất là người Việt mình thích uống bia nè, uống rượu vào ban đêm mà đi nhậu nè. Trời, Hào rất thích đi nhậu, nhưng mà các bạn từ ngày mà cắt giảm đến bây giờ là không dám nhậu, lâu lâu chỉ uống một chút thôi. Thì rượu bia sao thành phần rất là hại đối với cân nặng, vì trong rượu bia có rất là nhiều calories. Chế độ ăn uống phù hợp là cái tiếp theo. Khi mà các bạn muốn loại bỏ bớt cân nặng thì các bạn nên loại bỏ bớt thành phần tinh bột và ăn nhiều rau. Người Việt mình thì có một cái lợi ích, đó là mình có canh vào mỗi món ăn của mình mỗi ngày á. Thì Hào đã ít chấp áp dụng cái chế độ đó, đó là Hào ăn ít cơm, là khi mà Hào ăn 2 chén cơm không thì Hào sẽ ăn 1 chén cơm và sẽ ăn 2 chén canh. Thì khi đó một cái bữa của mình á, nó sẽ canh nó sẽ làm nhiều nước mà nó sẽ làm no hơn, và rau củ á, có nhiều fiber thì fiber sẽ rất là tốt cho chúng ta. Nên khi mà thêm fiber vào, thêm rau canh vào trong một bữa cơm á, nhiều hơn là bình thường á, và cắt bớt tinh bột á, thì các bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn. Count macro, thì macro ở đây có nghĩa là cái thành phần mà mình sẽ bỏ vào trong con người thì có 3 thành phần chính, đó là protein, fat với lại carbs. Thì count macro Hào không có thực sự là khuyến khích các bạn count macro nếu bạn không phải là bodybuilder, nhưng mà nếu các bạn biết á, thì các bạn có thể count macro cũng rất là hay, hoặc là các bạn có thể xem những cái YouTube ở channel của mấy cái bodybuilder mà họ sẽ giúp các bạn làm sao để mà count macro. Thì khi mà count macro các bạn sẽ có thể tính toán được mình ăn một ngày bao nhiêu, mình phải ăn cái gì để có thể phù hợp với lại cái lượng protein, carbs và fat mà body mình cần. Thì count macro ở đây chỉ là một cái sự lựa chọn nữa để các bạn, nếu mà các bạn muốn thật sự là giảm mỡ một cách rất rất là hiệu quả thì Hào đang count macro. Thì các bạn có thể dùng có rất là nhiều loại app. Thì hiện tại một cái app rất là phổ biến mà không cần phải trả tiền đó chính là MyFitnessPal. Thì Hào sẽ để cái tên ở dưới thì các bạn sẽ thấy nhé. Mình nói nãy giờ làm sao để có thể giảm mỡ, bây giờ không lẽ ngày nào cũng phải ăn cực khổ như vậy. Và một tin vui ở đây là thực sự là không các bạn. Trong 7 ngày một tuần thì thực sự trong đó có một ngày các bạn có thể ăn thả ga. Đúng không? Không ăn thả ga, đang giảm mỡ. Có thể ăn được những gì mà mình thích nhưng mà với một liều lượng nhất định. Thì cái này gọi là cheat day. Thì cheat day có nghĩa là mình cheat có nghĩa là gian lận. Thì mình thực sự không gian lận, nhưng mà mình có thể ăn được những cái món mình muốn, rồi qua ngày hôm sau á, thì trở lại một cái vòng bình thường, đó là mình đang giảm mỡ. Nếu mà các bạn mà áp dụng những cái tips mà Hào vừa nói á, thì bảo đảm với các bạn rằng á, hả, trong khoảng 2 tuần thôi bạn có thể thấy vòng bụng mình sẽ giảm một cách rất là rõ rệt. Đó là những cái tips mà Hào đã thực hiện và đã có kết quả. Hy vọng là các bạn xem cái này có thể tham khảo và cũng có thể thực hiện theo. Hoặc là các bạn có những cái tips như thế nào tốt hơn, đừng quên để lại những comment. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn like, subscribe, chia sẻ rộng rãi. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello How.